nhảy một lần nữa là MC lấy quà nha. Xin mời quay số tiếp theo. Chúng ta còn 4 phần quà thôi. Tiếp lại. Xin được chúc mừng số 795. 795 lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Có không? Ai có số 795 lên sân khấu liền. Và cuối cùng xin được công bố là Quý. 795 đâu? Trời ơi, con trai gì đâu mà trọng với nhà trời. Nhìn cái tướng là biết rồi đó. Đâu, 795 đâu bạn? Xin được chúc mừng bạn số 795. Như vậy chúng ta đã tìm ra 6 phần quà rồi, còn 3 phần quà nữa thôi. Xin mời bảng số tiếp tục ạ. Tiếp lại. Số mấy? Chúc mừng 406. 406 lần đầu tiên. Lần thứ 2. 406. Rồi, chúc mừng bạn nào. Chúng ta còn xem số bạn nghe nào. Rồi, chúc mừng 406. Tiếp tục nào. Xin mời bạn số. Nhạc lớn lên, nhạc lớn lên. Dừng lại. Xin được chúc mừng số 697. Tức là 697. 697 lần thứ nhất. Ai ạ? Thôi em mời anh lên à. À, đây là số 179. Đây 697 nè anh ơi. 697 nè. Anh ơi, follow luôn nè. Rồi. Rồi, chúc mừng em gái rất là dễ thương. Ai không xài nữa thì đưa cho anh nha. Chúng ta đã có 8 người rồi, một phần quà duy nhất, một đêm duy nhất, một phần quà duy nhất, một đêm duy nhất nha. Xin mời bảng số. Bắt đầu. Ba, hai, một, stop me. 567, số rất đẹp. Xin được chúc mừng số 567. 567 lần đầu tiên. 567 lần thứ hai. Và bắt đầu xin được bỏ số này. Vỗ tay lên nào. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội cuối cùng. Xin mời bảng số. Xin được chúc mừng số. Dừng lại. 9567. Qua luôn, qua luôn nha. Rồi, qua luôn. Quay lại, quay lại. Xin được chúc mừng số 229. Chắc có chủ quan. 229. Có không ạ? 229 chúc mừng. 229 cho tôi lên nào. Rồi, cô bé cuối cùng. Còn lại chúng ta vẫn còn có những phần quà thông qua các chương trình bán hàng của Giảng Sinh.
ngày hôm nay. Hãy xem một